Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, chủ nhật ngày 13 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. Một số diện tích nhãn được bao tiêu sản phẩm với giá bán cao. Lưu ý phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa. Đoàn thanh niên huyện Phan Lâm để mạnh hoạt động xã hội hóa tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi. Mở đầu chương trình thời sự là thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh về công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau. Ngày 9 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh, sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo tỉnh, đã họp bàn về công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn tỉnh, dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố. Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các đại biểu dự họp và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh kết luận như sau. Hiện nay, diễn biến tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết trên cả nước đang rất phức tạp, Thành phố Hà Nội đang là ổ dịch lớn và tỉnh Hà Nam đã công bố dịch. Hương yên mặc dù nằm giáp danh các tỉnh thành phố trên, song chưa phát hiện ổ dịch dù đã xuất hiện nhiều ca bệnh do di chuyển từ các vùng dịch về tỉnh. Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, nắng nóng thuận lợi cho mũi vằn truyền bệnh sinh sôi. Nếu không được kịp thời kiểm soát tốt, sẽ có nguy cơ lây lan bùng phát dịch xuất xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu năm 2017. Tỉnh Hưng Yên không để dịch sốt xuất, xuất huyết lớn xảy ra, không có người tử vong do sốt xuất, xuất huyết, trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện một số biện pháp sau. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn thiện thông báo phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách các thành viên ban chỉ đạo tỉnh để triển khai ngay kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch trước ngày 15 tháng 8 năm 2017. Phân công cán bộ ngành y tế giúp các thành viên ban chỉ đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ trước mắt là xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn được phân công, phụ trách. Thường xuyên cập nhật số liệu, xử lý tốt thông tin diễn biến dịch bệnh, thông qua việc củng cố ngay hoạt động giám sát toàn hệ thống, thực hiện chế độ trực dịch 24 trên 24 giờ, khi công bố dịch tại các tuyến, kiên quyết không để bị động trong công tác phòng chống dịch. Chủ động cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng bệnh cụ thể diệt mũi, diệt loang quang bọ gậy cách nhận biết triệu chứng mắc và phương pháp điều trị bệnh xuất xuất huyết đến các cơ quan thông tin để triển khai kịp thời, đầy đủ công tác truyền thông. Trên cơ sở giám sát các chỉ số chuyên môn về dịch bệnh xuất xuất huyết, theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phun thuốc hóa chất khi cần thiết, hướng dẫn sử dụng trước số thuốc hóa chất có sẵn. Trường hợp cần thiết, phối hợp với sở tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung kinh phí mua thuốc hóa chất theo quy định tiếp tục ra soát, chủ động thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, thuốc để sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân kịp thời. trường hợp dịch xuất xuất huyết lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch nêu trên, chủ động xây dựng, thực hiện các phương án chống dịch của ngành, chỉ đạo hệ thống y tế công lập và tư nhân có phương án cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng số giường bệnh, khu vực cách ly để thu dung điều trị bệnh nhân theo mức độ diễn biến của dịch, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Y tế các nội dung vượt thẩm quyền hoặc khả năng chuyên môn. Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố kiện toàn ngay Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người cấp huyện thành phố và chỉ đạo kiện toàn ở cấp xã phường thị trấn việc tổ chức phân loại, phân công nhiệm vụ và cơ chế hoạt động theo mô hình Ban chỉ đạo tỉnh, xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai công tác tuyên truyền, vận động đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cơ sở theo hướng dẫn, yêu cầu của ngành y tế, vận động các ban ngành đoàn thể cung cấp phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh của Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành chức năng và hoạt động thông tin, truyền thông của các cơ quan báo chí theo quy định. Để chủ động phòng dịch, ngay từ đầu tháng 8, huyện Phù Cừ đã sớm xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng dịch xuống từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phù cư là huyện có số ca mắc bệnh sốt xuất số huyết không cao, với số bệnh nhân tính tới thời điểm hiện tại là 9 người và các ca mắc đều là người đi làm ăn ở nơi khác bị mắc dịch thì trở về quê điều trị. Tuy nhiên, việc chủ động cho công tác phòng chống dịch được huyện đặc biệt quan tâm. Ngoài để mạnh hoạt động tuyên truyền về những đặc điểm cũng như nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để bà con có thể hiểu rõ về bệnh thì công tác vệ sinh môi trường, tiêu diệt nguồn lây bệnh được địa phương triển khai mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện Phù Cử đã triển khai công tác vệ sinh môi trường, diệt loang quang và phun hoa chất được 100% trên tổng số các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ chức đồng loạt các xã, thôn, cụm dân cư cùng gia quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, phát quang bụi rậm để mũi không có chỗ trú ngụ. Tổ chức phun hoa chất tại các gia đình, các bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết để đề phòng lây nhiễm nguồn bệnh ra cụm dân cư trên địa bàn. Tiếp theo chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều hợp tác xã nhãn trên địa bàn tỉnh đã được các siêu thị lớn trong nước bao tiêu sản phẩm với giá cao. Trong đó, hợp tác xã nhãn lồng Hồng Nam đã tiêu thụ được 10 tấn cho công ty Nhất Nam siêu thị Intimax với giá đầu vụ là 50.000 đồng một kg. Hiện nay còn 35.000 đồng một kg. Trong thời gian tới, các siêu thị này tiếp tục cam kết bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu đầu vụ đã tiêu thụ được gần 1 tấn với giá 50.000 đồng một kg. Tới đây, siêu thị Vinanco cam kết bao tiêu 60 tấn cho hợp tác xã và trung bình mỗi ngày cung cấp cho siêu thị 1,5 tấn. Hợp tác xã Nhãn Lồng Hàm Tử, huyện Qua Châu đã được các siêu thị của tập đoàn Vingroup cam kết tiêu thụ 150 tấn với giá trên 30.000 đồng một kg. So với năm trước, vụ nhãn năm nay sản lượng toàn tỉnh đạt thấp hơn nhưng giá nhãn cao hơn và được nhiều doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Không chỉ góp phần tiêu thụ nông sản ổn định kinh tế cho nhiều hộ gia đình mà những năm qua, nghề chế biến long nhãn trên địa bàn thành phố Hương Yên còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Hiện đang là thời điểm các hộ chế biến long nhãn tập trung sản xuất những năm trước chế biến long nhãn thường kéo dài 2 tháng, tuy nhiên năm nay, ngoài nhãn trong nước, nhiều hộ còn nhập khẩu nhãn Thái Lan về làm long với giá từ 15 đến 18.000 đồng/kg, tương đương giá nhãn trong nước. Theo các hộ làm long cho biết, long từ nhãn Thái Lan chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, hiện các hộ sản xuất ra đến đâu đều được tiêu thụ hết với giá từ 170 đến 180.000 đồng/kg hiện thành phố Hưng Yên có gần 300 hộ làm long tập trung nhiều tại xã Phương Triều và Hồng Nam. Trung bình mỗi vụ, mỗi hộ sản xuất được 2 tấn long nhãn, thu lãi trên 100 triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trước tình hình sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa mùa, có chiều hướng gây hại ở mật độ cao, nhất là trên các trà lúa thời kỳ đứng cái làm đồng từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các địa phương tăng cường phòng trừ sâu cuốn lá. Theo dự báo, phạm vi gây hại và mức độ hại của sâu cua lá nhỏ lứa 6 khả năng sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước. Để bảo vệ cho các trà lúa mùa năm 2017, hạn chế tối đa tác hại của sâu cua lá nhỏ, các cơ quan chức năng và các địa phương phân công cán bộ phối hợp với các xã phường, thị trấn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là sâu cua lá nhỏ, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc nông dân phòng trừ kịp thời bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc bốn đúng. Đối với sâu cua lá nhỏ lứa 6, theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát dục của sâu cua lá và hướng dẫn nông dân phòng trừ nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu. Khi sâu non đa số tuổi 1-2, thời gian phun trừ khoảng từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017. Vừa qua, Bưu điện Viễn Thông và Trung tâm Kinh doanh Viễn Thông Hương Yên Hải Dương tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập Bưu điện Hưng Yên Hải Dương. Tại buổi gặp mặt, các thế hệ của ngành đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng phát triển, truyền thống đoàn kết chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đưa Bưu điện tỉnh, Viễn thông và Trung tâm kinh doanh VNPT Hưng Yên Hải Dương phát triển lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với hoạt động kinh doanh, ngành luôn chăm lo đời sống người lao động như hỗ trợ người lao động sửa chữa, xây dựng nhà máy ấm công đoàn thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tích cực đầu tư trang thiết bị cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện trong ngành và tại địa phương. Sáng nay, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã trọng thể khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2017. Đây là xã có phong trào thể dục thể thao quần chúng khá nhất của huyện Kim Động. Trên 450 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã đã tham gia diễu hành trong lễ khai mạc theo kế hoạch, sẽ có trên 300 vận động viên tham gia thi đấu ở 4 môn bóng chuyển hơi, bóng bàn, cầu lông và kéo co. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 13 và kết thúc vào ngày 16 tháng 8 năm 2017. Ngay sau lễ diễu hành là màn biểu diễn thể dục dưỡng sinh của tri hội người cao tuổi thôn Tân Cầu, biểu diễn bài aerobic của các em học sinh trường trung học cơ sở xã Hiệp Cường và trận thi đấu bóng chuyển hơi đầu tiên tại đại hội giữa đội bóng truyền hơi của thôn Tân Cầu và thôn Lương Xá. Tin an ninh Vào khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 8, Tổ công tác Công an huyện Văn Giang bắt quả tang Nguyễn Ngọc Chiến sinh năm 1989, chú tệ xã Mễ Sở và Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1991, chú tệ xã Thăng Lợi đang tàng trữ hai gói giấy chứa heroin, đối tượng khai mua của Nguyễn Thị Hà sinh năm 1979, chú tại thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Tại nhà của đối tượng Hà, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Giang phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Việt, sinh năm 1986, chú thôn Hạ, thị trấn Khoai Châu và Hà Văn Trung, sinh năm 1980 ở xã Dạ Trạch đang mua ma túy về sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, cơ quan công an phát hiện nhiều gói giấy màu trắng, bên trong có chứa chất tinh màu trắng, nghi là ma túy và trên 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến buôn bán ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Giang đang tiếp tục xác minh và mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục khó khăn về nguồn kinh phí nhằm đa dạng hóa các hoạt động hè cho thiếu nhi thời gian qua đoàn thanh niên các cấp của huyện Phan Lâm đã tích cực vận động xã hội hóa tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong dịp hè những ngày này, đoàn viên thanh niên thôn cầu xã Lạc Đạo đang gấp rút chuẩn bị tiết mục của mình cho hội thi chạy hè cấp huyện. Nguồn kinh phí của địa phương không nhiều nên để có kinh phí duy trì hoạt động hè, chăm lo cho các em tham gia luyện tập thì không thể thiếu công tác vận động xã hội hóa. Ủy ban nhân xã thì hàng năm cũng hỗ trợ cho các mỗi đơn vị về tham gia hoạt động hè từ 2 đến 3 triệu. Còn ngoài cái kinh phí đó ra, ban chấp hành các chi đoàn là phải đi vận động ủng hộ quyên góp từ các hộ dân cũng như các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ở các thôn và cũng có nhờ một phần sự giúp đỡ kinh phí của lãnh đạo thôn chi cho các cháu để các cháu có một cái hoạt động hè đạt hiệu quả cao nhất. Lực lượng đoàn viên thanh niên chia thành từng nhóm nhỏ phối hợp với cấp ủy thôn đến từng hộ dân vận động sự ủng hộ, ít thì mấy chục nghìn đồng, nhiều thì vài triệu đồng, trung bình mỗi thôn có thể huy động khoảng 12 triệu đồng. Tại một số thôn đông dân, nhiều doanh nghiệp như thôn cầu, thôn ngọc, số tiền có thể lên tới vài chục triệu đồng. Tất cả kinh phí đều được sử dụng phục vụ hoạt động hè cho thiếu nhi, như mua sắm trang phục, trang trí, lều trại, hỗ trợ ăn uống cho các em tham gia hội thi. Không chỉ vận động xã hội hóa tổ chức hoạt động hè, tri đoàn thôn Đông Mai xã chỉ đạo còn tích cực huy động sức dân để xây dựng sân chơi cho trẻ em. Toàn bộ kinh phí xây dựng sân vận động rộng 6.000m2 này là từ nguồn xã hội hóa. được lượng đoàn viên thanh niên thôn Đông Mai không chỉ đóng góp ngày công lao động, san lấp mặt bằng, dọn dẹp cây cối mà còn phối hợp với cấp ủy địa phương, vận động người dân đóng góp hơn 600 triệu đồng để xây dựng sân vận động. Có sân vận động của tại thôn Đông Mai chúng tôi đoàn thanh niên chúng tôi vừa có lời để cho các em thiếu niên nhi đồng tham gia vui chơi giải trí rèn luyện sức khỏe là một sân chơi bổ ích tránh các tai tệ nạn xã hội cũng là một lời để tạo điều kiện cho đoàn thanh niên chúng tôi tổ chức cho các em thi nghi thức đội và giải thi đấu bóng đá mini cho các em các cháu tại địa phương. Muốn người dân đồng tình đóng góp ủng hộ thì những hoạt động phong trào cho trẻ em phải thực sự ý nghĩa thiết thực. Bởi vậy, những năm qua, huyện đoàn Văn Lâm đã tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em như hội trại hè, thi nghi thức đội, các giải thi đấu thể thao, văn nghệ, dạy bơi miễn phí, tổ chức các chuyến tham quan. Nhờ đó, mỗi năm, đoàn thanh niên các cấp đã huy động hàng trăm triệu đồng từ nguồn xã hội hóa cho các phong trào thanh niên. Áp dụng công nghệ tưới tự động của Israel cùng việc sử dụng phân bón hữu cơ, vườn thanh long của đoàn viên Vũ Văn Phóng, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, không chỉ mang lại sản lượng quả cao chất lượng đồng đều mà còn cung cấp nguồn quả sạch cho thị trường trong và ngoài tỉnh với mức chi phí chăm sóc chỉ 100.000 đồng một cây trên nạp. Với những kinh nghiệm học hỏi về trồng thanh long từ khi còn sống trong Nam, sau khi về địa phương ở giáp Vĩnh Xá năm 2009, anh đã mạnh dạn áp dụng công nghệ tưới nước tự động cho 3,7 mẫu thanh long ruột đỏ, tương đương với 1.100 gốc. Với cách tưới trên sẽ tiết kiệm nước, điện, hạn chế cỏ mọc xung quanh và nước tưới được thấm sâu vào gốc bên cạnh việc áp dụng cách trồng hàng cách hàng 3 m cây cách cây 28 tám m anh phóng còn sử dụng phân bón hữu cơ có phần hạn chế được tồn dư các chất không có lợi trong đất mà giá thành lại rẻ cây thanh long cho ra hoa vào cuối tháng 2 âm lịch và cho thu hoạch liên tục từ tháng 5 đến tháng 11. Trung bình mỗi cây thanh long cho thu khoảng 35 kg quả, mỗi quả có cân nặng trung bình từ 5 đến 6 lạng, mỗi năm vườn thanh long của anh Phóng cho sản lượng đạt 35 đến 40 tấn, với mức giá từ 20 đến 30.000 đồng kg, trừ chi phí thu lãi 600 triệu đồng một năm. Hiện anh đang mở rộng và áp dụng công nghệ mới của Đài Loan trồng thanh long bằng giàn, ước tính sản lượng quả sẽ cho nhiều hơn cách trồng trụ truyền thống. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc, đoàn viên Phạm Thành Lợi, thôn Phúc Miếu, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đã tận dụng lợi thế trên để phát triển kinh tế và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Sinh năm 1987, nhưng đoàn viên Phạm Thành Lợi đã có đến 15 năm kinh nghiệm làm nghề mộc. Sẵn có nghề mộc từ gia đình, anh đã mạnh dạn mở xưởng mộc với diện tích 850 m2, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động tại địa phương với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Sản phẩm làm ra chủ yếu là đồ gỗ mỹ nghệ như tượng, cây cảnh, con giống, tranh. Các sản phẩm được bán trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trung bình mỗi năm, xưởng của anh xuất đi gần 2.000 sản phẩm, trừ chi phí, thu lãi trên 200 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ là thành viên trong câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã, đoàn viên Phạm Thành Lợi còn là ủy viên ban chấp hành đoàn xã luôn nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động đoàn xã hơn 10 năm qua. đồng chí nội đây thì hiện đang duy trì tốt câu lạc bộ dạy nghề cho các đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó thì đồng chí đã định hướng cho các bạn đồng chí đoàn viên thanh niên xác định khi tốt nghiệp lớp 12 mà chưa có nghề thì đồng chí đã tạo công an việc làm cho đoàn viên thanh thu hút đoàn viên thanh niên vào cái ngày truyền thống của làng địa phương thôn Phúc Miếu từ đó đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế của bản thân và đồng thời góp ích cho địa phương về phát triển kinh tế xã hội. Hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, đoàn thanh niên công an tỉnh còn phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm 2017, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã có 8 sáng kiến về công tác điều tra, truy bắt tội phạm, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nhiệm vụ công tác. Phong trào thanh niên tình nguyện cũng được đa dạng hóa về nội dung. Hàng năm, ngoài ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, tại cơ quan đơn vị, đoàn còn thăm và tặng quà cho trên 1.500 trẻ em khó khăn, người nghèo, người già neo đơn, các gia đình chính sách, thương bệnh binh với tổng số tiền gần 400 triệu đồng và nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lác xã Tân Tiến huyện Văn Giang. Số cảnh sĩ trẻ thì sẽ xung kích xuống địa bàn cùng với nhân dân phòng ngừa và chống các loại tội phạm, tăng cường cải cách hành chính và phục vụ nhân dân tốt nhất. 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã có 15 tập thể và 52 lượt đoàn viên lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng tiêu biểu như chi đoàn khối điều tra, chi đoàn khối an ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển mô hình trồng rau an toàn ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Anh Lâm ở thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang trồng hoa cho thu nhập khá. Huyện Kim Động giải tỏa được trên 50 trường hợp xây dựng công trình trái phép. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.